làm cái video này để trả lời một số câu hỏi thắc mắc liên quan đến những ai mà định cư ở Mỹ, mặc dù là định cư lâu rồi hay là mới qua Mỹ định cư nhưng mà chưa đi làm hoặc là đi làm ít tiền và dĩ nhiên là khi mà mình đi làm ít tiền mình không có cây thuế đó. Những ai lấy chồng Mỹ hoặc là những ai lấy vợ định cư ở Mỹ thì làm sao để lãnh 1 200 Tức là cái video này dành cho những ai à có thu nhập thấp từ 0 đến 12.200 cho một người lớn hoặc là từ 0 đến 24.400 cho cặp vợ chồng và cái video này Ngọc sẽ trả lời câu hỏi cho những cô chú mà lãnh tiền hưu tiền bệnh mà có nuôi cháu thì cô chú hoặc là cô chú một người đi làm, một người lãnh tiền hưu tiền bệnh thì cô chú cũng vào xem cái video này để hy vọng là cháu trả lời được câu hỏi cho cô chú nha. À thì Ngọc cũng cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ kênh YouTube của Ngọc, một kênh còn rất là mới. À, thì à, à, hôm nay à, Ngọc làm cái video này để giải thích những cái câu hỏi liên quan đến những cái trường hợp mà thu nhập thấp hoặc là không có thu nhập và hy vọng là ngày mai Ngọc Ngọc sẽ làm một cái video để trả lời các câu hỏi liên quan đến tiền thất nghiệp. Tại vì hôm nay có một em à, em đã giải quyết được cái hồ sơ của mình, tại vì À, hai chị em cứ mặc dù không có biết nhau, chỉ có biết nhau qua cái tên, cái hình ảnh thôi nhưng mà tự nhiên hai chị em click nói chuyện giống như là tám 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 rất là chuyện tự nhiên. Rồi Ngọc mới nói là ủa oh, chết rồi chị không có biết làm sao? Bây giờ em thử làm như này, em thử làm như kia thử xem. Cái em cũng nói là ủa em làm rồi mà sao nó kỳ quá, em cũng không hiểu. Xong cái cuối cùng em này nói à ha, em làm được rồi chị. Cái tự nhiên ủa em làm được rồi hả? Vậy giỏi quá vậy. kiếm à, em nói ào oh, cũng nhờ nói chuyện với chị chứ em không nói chuyện với chị chắc em cũng không có té ra đâu nhưng mà thực ra Ngọc không có giúp được gì em này hết chỉ nói là thôi em làm thử cái này thôi em làm thử cái kia chứ Ngọc thật sự Ngọc không có biết câu trả lời chính thức à, thì rất là vui là em này đã làm được à, cái, sửa được cái hồ sơ của em rồi cho nên là Ngọc mới nhờ à, cái bạn này là, là giúp cho chị trả, làm một cái video hay là em kể lại câu chuyện của em để à, chị à, chia sẻ với bà con thì hy vọng là ngày mai hay là khi nào em này làm xong rồi thì Ngọc sẽ chia sẻ cái video này cho mọi người. À, thì các cái trường hợp Ngọc nêu ra ở đây đều có trong cái trang web của IOS nha mọi người. Mọi người có thể vào đó mọi người tham khảo. À, cái đường link thì Ngọc để ở đây à, và Ngọc sau cái video mà Ngọc giải thích những cái trường hợp đó, Ngọc sẽ à, minh chứng cho quý vị là Ngọc làm cái video này dựa trên những cái thông tin chính xác nào những cái nguồn thông tin nó có tin cậy không thì mọi người có thể kiểm chứng à, bằng cách là vào cái trang web của is ngọc để hai cái đường link ở đây ha thì hôm bữa trước ngọc có làm một cái video à, nói à, về cái suy nghĩ của ngọc theo cái đường link này quý vị có thể coi thì hồi đó thì ngọc cũng nói là cái suy nghĩ của mình thôi thì à, có một số cô chú anh chị thì làm theo nhưng mà bây giờ thì cái à, suy nghĩ của ngọc đã có câu trả lời trực tiếp từ iis rồi thì ngọc lên đây ngọc chia sẻ cho mọi người nha à, thì cái này dành cho những ai chưa khai thuế như vậy và có thu nhập thấp thì mình mới vào cái iis portal này đó còn à, nếu như những ai đã khai thuế rồi thì mình không có vào cái này nha các anh chị rồi những ai mà không lãnh tiền hưu tiền bệnh tiền quá phụ hoặc là tiền hưu trí đường sắt Thì mình cũng vào cái IOS portal này Còn nếu như mà mình đang lãnh tiền hưu tiền bệnh Thì dĩ nhiên tiền nó về trực tiếp rồi Cái đó là mọi người đã biết rồi Những cái thông tin những cái ngày qua là mọi người hồi như ai cũng biết rồi Cho nên là Ngọc không bàn ở đây Những ai mà không lãnh á Không lãnh tiền hưu tiền bệnh Ví dụ như hôm bữa trước có bạn nào hỏi Ngọc là Mẹ em qua đây lâu rồi nhưng mà không có lãnh tiền trợ cấp gì hết Thì có được không? Như vậy được nha em được hiện giờ cái câu trả lời chính thức của IIS là được cho nên là em nói mẹ hay là em vào cái trang này ios photo điền cho, cho mẹ thì hy vọng là em xem được cái video này tại vì giờ mà ngọc tìm lại ai hỏi cái câu đó là không ngỗng biết tìm ở đâu luôn á cho nên là hy vọng là em xem được cái video này để em điền cho à, mẹ rồi thì Ngọc sẽ nêu ra các cái trường hợp sau đây Thì các trường hợp sau đây nó có trên IIS website Mọi người có thể vào đó Mọi người tham khảo thì Ngọc nêu ra đây Để Ngọc giải thích cụ thể hơn cho mọi người nha Trường hợp thứ nhất là qua Mỹ định cư Dĩ nhiên là phải hợp pháp nhé Không đi làm hoặc là chưa đi làm Và dĩ nhiên là cái income là zero Là income là một con số không uh -huh thì quý vị hãy vào IRS portal để điền đơn nếu như nếu như mình đủ ba điều kiện sau đây điều kiện thứ nhất là có quốc tịch hoặc là có thể xanh hoặc là có thể xanh 2 năm hoặc là 10 năm tức là mình định cư ở Mỹ hợp pháp nhé và có số an sinh xã hội nếu như mà có quốc tịch có thể xanh mà không có số an sinh xã hội thì mình cũng không có đưa điền được phải để hội tụ ba cái điều kiện này Ha. điều kiện thứ ba là không có bị khai dưới dạng dependent ví dụ như cô chú qua Mỹ ở với con chăm cháu nội cháu ngoại nhưng mà con cô chú lại khai thuế và khai cô chú vào cái dạng dependent thì cô chú không được nhận nha cô chú phải là à, không có bị dính vào trường hợp dependent nhưng mà cô chú qua đây chỉ là nuôi cháu à, nuôi con nuôi cháu không có đi làm thì cô chú vẫn được quyền vào cái ios Photo này để lãnh 1 hai nha đó thì hội tụ hội tụ đủ ba điều kiện này thì cô chú à, các anh chị các bạn vào vào trong web này để điền nha Ngọc có làm một cái trang web này à, cái video về cái trang web này rồi điền như thế nào thì quý vị có thể vào đó quý vị coi à, Ngọc không muốn nêu ra ở đây nữa nó mất thời gian trường hợp thứ hai là qua Mỹ định cư dĩ nhiên là phải hợp pháp Ngọc không có nêu những cái trường hợp mà không có giấy tờ ở đây à, đi làm ít tiền thu nhập thấp không khai thuế đó thì các bạn phải đủ ba điều kiện sau đây để mình vào cái IRS portal điền đơn ha tức là có quốc tịch hoặc thẻ xanh có số an sinh xã hội và không bị dính vào trường hợp dependent và cái thu nhập của mình á là phải dưới 12.200 tại vì theo luật là cái thu nhập gross income mà dưới con số này thì mình cũng không có phải khai thuế còn nếu mà trên cái số này mà quý vị không khai thuế thì quý vị bị phạt nó quý vị bị phát hiện ra là cái điều đó là điều dĩ nhiên rồi đó cho nên là những ai qua Mỹ định cư lâu hoặc là mới qua định cư mà có thu nhập thấp và hội tụ những cái điều kiện ba điều kiện này thì cả nhà vào cái IRS portal để điền đơn nha. Rồi, trường hợp thứ ba là công dân Mỹ là vào quốc tịch rồi nha, có số an sinh xã hội. Và trường hợp thứ ba này là em này 20 tuổi, không đi làm, tức là zero income, ha, không có tiền income và không có ai khai em dưới dạng dependent cho cái hồ sơ thuế năm 2019 nha ba điều kiện này đầy đủ ba điều kiện này thì em vào cái IRS portal này để điền điền đơn để được 1 2, nha rồi trường hợp thứ tư là sinh viên cái trường hợp này không đủ điều kiện để nhận 1 200 tại cái trường hợp này ngọc cũng nhận câu hỏi liên quan đến cái trường hợp này cho nên là ngọc cũng muốn nêu ra ở đây và nó được trả lời chính thức của uh, nằm trong cái uh, những cái uh, trường hợp nêu ra ở cái trang web của iOS thì trường hợp này ví dụ em 20 tuổi hiện đang là sinh viên full time có đi làm và có thu nhập thấp À, dưới cái con số này ha. Nhưng mà em bị dính vào cái de dependent tức là năm 2019 mẹ của em khai thuế liên bang và khai bạn này vào dạng dependent thì mặc dù em có đi làm đó, em cũng không được nhận hai nha, cho nên là mình không có cần phải vào cái iOS portal này để điền đơn làm gì nha, mặc dù em làm dưới 12.200 nhưng mà em cũng không có vào điền đơn tại vì em không có được nhận 1.200 theo luật. Rồi trường hợp thứ năm, trường hợp thứ năm là trường hợp những cô chú mà đang lãnh phúc lợi xã hội. Thì trường hợp những ai mà đang lãnh phúc lợi xã hội thì được 1.200 và không có cần phải điền Bất cứ cái gì không có cần phải vào iis portal hay là vào uh, get my payment để làm cái gì tiền nó tự động về cô chú vào khoảng tháng 5 nha. Nhưng mà cái trường hợp này là cô chú đang nuôi cháu nội cháu ngoại uh, ở đây người ta nêu một ví dụ là 10 tuổi đi và cháu này đang sống với ông bà. Và hai cô chú đang lãnh phúc lợi an sinh xã hội. Uh, và cái cô chú hai cô chú có gross income là nhỏ hơn cái số là 24.400 nha và dĩ nhiên là à, cô chú cái cái này cái gross income này không có phải khai thuế nhưng mà nếu như cô chú khai thuế rồi và cô chú không có khai em này dưới dạng dependent đó thì cô chú vào cái IRS portal để làm chi để mình khai cho em này để em này được nhận 500 và dĩ nhiên là cô chú mỗi người nhận 1 hai rồi cái đó là cái đó là điều mình mình đã biết mấy ngày nay rồi ha và cái mục đích mà mình vào IOS Portal này là để điền đơn để cái 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 người cháu này được nhận 500 cô chú nha. Đó. Cũng để điền đơn để người cháu được nhận và cái trường hợp thứ sáu này nó khác trường hợp thứ năm ở chỗ là một trong hai người đi làm và một trong hai người lãnh an sinh xã hội ví dụ như là cô chú kết hôn ha, thì cô đi làm, chú lãnh an sinh xã hội hoặc là chú lãnh an sinh xã hội, à, chú đi làm, cô lãnh an sinh xã hội và cô chú hiện hiện tại đang nuôi một người cháu và người cháu này đang sống với ông bà đó, thì và dĩ nhiên là cái người còn lại mà không có bị dính vào cái trường hợp là dependent nha thì cô chú hãy vào cái trang ios portal này để khai cho người cháu, để người cháu lãnh được 500 và để khai cho người đi làm, để người đi làm lãnh được 1 hai và cái người mà đang lãnh an sinh xã hội thì dĩ nhiên được 1 hai rồi và không có cần phải làm gì hết nhưng mà cô chú vào cái ios portal để làm gì? Để khai cho cái người đi làm á, người đi làm có thu nhập thấp á để người đó được lãnh 1 hai và khai cho người cháu này để người cháu lãnh được 500 nha cô chú nha. Rồi, cái trường hợp này nha, cái trường hợp này là uh, cho dành cho những ai mà qua Mỹ định cư lấy vợ, lấy chồng. Và trong hồ sơ thế của 2019 mà vợ hoặc chồng của các bạn mà không có khai bạn vào, cái hồ sơ thuế dưới dạng à, là là khai chung á thì các bạn vào cái IRS portal để các bạn điền thông tin của mình vào để mình được lãnh 1 hai còn nếu như các bạn không có điền thông tin á thì sở thuế không biết bạn là ai không biết bạn ở đâu mặc dù là bạn chưa đi làm mặc dù là bạn chưa có một cái income nào hết thì bạn cũng vào cái IRS portal để điền đơn và lãnh 1 hai nha tại vì bạn không có trong hồ sơ của chồng hoặc là của vợ thì bạn uh, iis họ không có thông tin của bạn để uh, gửi tiền về đó ví dụ như các bạn lấy chồng mỹ à, các anh lấy vợ tây hoặc là vợ chồng việt nam gì đó thì các bạn có thể vào ios portal để điền đơn nhé mặc dù là mình chưa có đi làm chưa có income hoặc là mình đi làm rồi nhưng mà income còn thấp mình không có khai thuế thì mình vào đó mình điền ha À, và dĩ nhiên là các bạn không có trong hồ sơ của vợ hoặc chồng rồi, không không có trong cái hồ sơ thuế rồi thì quý vị à, mọi người vào đây nha, vào cái trang web mà Ngọc sẽ để cái đường link à, dưới cái phần mô tả đó mọi người có thể click vào đó hoặc là mọi người chỉ đơn giản vào cái trang web của IRS thì ở đây người ta có nêu ra những cái trường hợp nào được nhận nè, à, rồi ở đây quý vị click vào cái cái này, ha, click vào đây cái trang này là dành cho những ai chưa khai thuế nha, các bạn mà khai thuế rồi thì đừng có vào đây, nó rối đội hình. Rồi ở đây người ta trường nè, ở đây người ta nêu ra những cái trường hợp là mình phải có thẻ xanh, phải có số an sinh xã hội hoặc là có uh, được vào quốc tịch rồi hoặc là có thẻ xanh. Đó uh, đặc biệt là các bạn chưa khai thuế mới vào đây nha, khai thuế rồi đừng có vào đây, xin nhắc lại một lần nữa. Và những cái trường hợp Ngọc nêu ra là ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè Đó quý vị có thể vào đây quý vị tham khảo Nếu mà quý vị muốn đọc tiếng Việt đó, Click chuột phải Rồi chọn Translate cho tiếng Việt nha Đó những cái trường hợp đó Rồi Quý vị click vào đây Thì quý vị sẽ Click vào đây ha Mình đây nè Mọi người ơi người ta nói là Those who have no income Okay. Rồi, no minimum income is needed for the payment. À, đó, mọi người, no income vẫn được nha mọi người. The payment. Ok, cho nên là mọi người yên tâm nha. Cái này là thông tin chính thức, mọi người cứ điền đơn đi. Hôm bữa trước là Ngọc làm cái video, Ngọc chỉ giải thích là có thể, tại vì cái theo cái cái lời lẽ họ chỉ nói là ít hơn 12.200 thôi, họ đâu có nói là cái uh, zero income không có được đâu cho nên là ngọc nói là mọi người cứ điền đơn đi nhưng mà thật ra bây giờ ngọc tìm được cái thông tin này rồi thì mọi người cứ vào đó mọi người điền đi nhé đó bây giờ mình có cái thông tin chính thức rồi à, thì uh, ngọc cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này à, hy vọng mọi người sẽ uh, tìm thấy những cái hy vọng là những cái video này sẽ đem đến những cái điều bổ ích cho quý vị à, xin mọi người hãy ủng hộ kênh của ngọc bằng cách uh, đăng ký kênh nhấn nút chuông share and like và khi mà quý vị nhấn cái nút chuông thì quý vị sẽ nhận được thông báo khi mà ngọc có ra những cái video mới nhé ngọc cảm ơn mọi người rất là nhiều chúc mọi người sức khỏe và bình an